Đời sống hiện đại không thể thiếu sự hiện diện của các thiết bị điện và điện tử. Cũng chính vì vậy, ngành công nghệ kỹ thuật điện luôn là ngành học quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật và được nhiều thí sinh quan tâm. Theo nhiều sinh viên, đây là ngành đòi hỏi người học cần có những tố chất nhất định để có thể theo đuổi tới cùng. Nhất là cẩn thận, thứ hai là phải làm theo nguyên tắc để đảm bảo người vận hành với lại là người sử dụng sẽ được an toàn hơn. Theo em thì trước ngày bọn em học thì cơ hội việc làm khá là nhiều, mức lương thì khá là ổn so với mức sống hiện tại. Như bây giờ thì bọn em ra trường có thể bọn em đi đường dây hoặc là vận hành máy, mức lương sẽ ở khoảng tầm 9 đến 10 triệu một tháng. Với em thì tố chất để theo ngành điện cần một chút trí tưởng tượng về không gian, về mạch điện. Khi mà ra trường thì nó sẽ có nhiều cơ hội về việc điện hơn nhỉ, bởi vì là thế giới đang hầu như là phát triển về điện tử. Với là mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì là thường nó sẽ làm ở những nơi có nó thiên về bên làm khu công nghiệp hơn nhỉ. Còn khi mà ra trường và có kinh nghiệm xong thì mình có thể xin và làm ở những chỗ khác tốt hơn. Chuyên gia tuyển sinh bật mí cơ hội nghề nghiệp của sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật điện rất rộng mở. Có những năm thống kê cho thấy 100% sinh viên ra trường có việc làm. Theo như khảo sát của độc lập của đoàn đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục Đào tạo thì cái tỷ lệ, nếu mà tỷ lệ đối với các cái sinh viên mà thuộc ngành công nghệ kỹ thuật điện thì gần như là 100% các em ra trường có việc làm ngay. Các công ty điện lực của các tỉnh, các khu công nghiệp, các tòa nhà, tức là những cái gì mà có điện thì các bạn có thể vận hành được. Thậm chí như sinh viên chúng tôi thì chưa ra trường các bạn cũng đã được mời vào làm ở các cái cơ sở thuộc lĩnh vực về điện. Lương cũng là trung bình quân ấy, thì cao hơn so với các cái lĩnh vực khác. Bởi vì đây cũng là một lĩnh vực mà hiện nay cũng đang rất là cần cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước thời điểm danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức được công bố, thí sinh cần chuẩn bị kỹ tâm lý, sẵn sàng bước vào năm học mới. Trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, thí sinh trúng tuyển cần chú ý xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.